Thông tin từ Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau một tuần khánh thành, cầu Thủ Thiêm 2 ghi nhận gần 10.000 lượt xe chạy qua, còn lượng phương tiện qua hầm sông Sài Gòn giảm 14% so với trước. Với tổng mức đầu tư 3.100 tỷ đồng, cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn nối thành phố Thủ Đức với quận 1, thông xe từ 28 tháng 4. Công trình dài hơn 1,4 km với 6 làn xe, thiết kế dây phăng với trụ tháp chính cao 113 m, cách hầm sông Sài Gòn khoảng 1 km. Cả hai đều giúp trung tâm thành phố kết nối đô thị Thủ Thiêm. Hiện trung bình mỗi ngày khoảng 55.000 lượt ô tô, 300.000 lượt xe máy đi qua hầm. Đến thời điểm hiện tại, hệ thống chiếu sáng trên cầu Thủ Thiêm đã hoàn thành, đảm bảo an toàn cho xe chạy qua. Còn hệ thống chiếu sáng mỹ thuật đang được Sở Quy hoạch và Kiến trúc cùng nhà đầu tư và các đơn vị liên quan nghiên cứu phương án nhằm nâng cao tính thẩm mỹ, tạo điểm nhấn cho sông Sài Gòn. Các đơn vị đề xuất hai hệ thống chiếu sáng, hệ thống đèn trực tiếp trên dây văng, điều chỉnh tự động trên máy tính, có thể chiếu sáng hình ảnh. Còn hệ thống chiếu sáng gián tiếp là đèn lắp dưới sông, mố cầu, dây văng và các kết cấu khác. Thành phố yêu cầu các hệ thống chiếu sáng này phải hoàn thành trong năm 2022.